đã xâm phạm quyền sở, còn thiên phu ai lãnh ân xuất binh? Bác Thiên Dương xin phủ một triều đình, xin được tiến cử Dương Lệnh Công và Phan Long xuất trận. Cần nên bình tâm, chỉ yêu ích cầm quà quốc trưởng nắm binh quyền nguyên soái, Dương Lĩnh Công cùng bại tướng giữ tiên phương, Vũ Môn binh thiền bang đều đặt thăng trung biên cương, chậm tưởng công cho đoàn quân chiến. Dương Nhất Lan, Nhị Lan, Tam Lan dược tiến, Dương Tử Lan cùng tướng sĩ sát quân phiên, Dương Lĩnh Công cùng tất cả lên yên, ta cầu chúc bình an may mắn. Dạ! Giám tả đức ân kim thượng, chiến dân gia thề viết giặc lập công, quyền đi ngâm trải mặt chẳng nấu lòng, chậu có chết quyền đáp đơn thơ vua. Quân cốc tổ cổng tiên dương hết lòng lo cứng thò.
tài này, tạ tội với tâm ban. Hai lại khẩn thiên hoàng với dạng lời sám hối. Ba lại thề diệt tăng bọn loạn thần phản đối. Hồn thiên sông núi chứng minh chấm tư tội gian thần. Hoàng triều đang suy